Kính thưa quý vị, qua những thước phim vừa qua, chúng ta đã nhìn thấy một số những hình ảnh của nhà dịch giả Hà Mai Anh và cũng như những dòng kỷ niệm mà tác phẩm Tâm hồn cao thượng do ông đã dịch, cũng như về với gia đình, trong gia đình, vô gia đình, 80 ngày vòng quanh thế giới, chuyện trẻ em, cầu vồng trong ruộng lúa, rồi thuyền trưởng 75 tuổi, em bé bơ vơ, vân vân. Những tác phẩm đó đã để lại trong tuổi ấu thơ của nhiều người, nhất là những người tuổi từ 30 mấy trở lên. Từ thời Việt Nam, có lẽ những người đó đã đọc được hầu hết những tác phẩm của Hà Mai Anh. Và ngày hôm nay, tuy ông đã vĩnh viễn ra đi, nhưng tác phẩm và những văn chương của ông còn ở lại. Và nơi một quán nhỏ của nhà hàng Queen Bee, chúng tôi được dịp cùng trao đổi với chị Hà Mai Vân. Xin chị Hà Mai Vân có đôi lời cùng với thính giả, khán giả của chương trình Việt Hải Ngoại. Mai Vân xin kính chào anh Trần Quốc Bảo và Mai Vân xin kính chào quý vị khán giả của VSN TV. Tiện đây năm mới đã đến, Mai Vân xin kính chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe và mọi sự may mắn. Thưa chị, mình hãy cùng trở lại trước khi với những dòng đời chị đang có, hãy cùng trở lại với thời ấu thơ. Thân phụ của chị là một nhà dịch giả nổi tiếng hàng đầu tại Việt Nam trong suốt nhiều thập niên, và chị có thể kể qua về cái ngày thơ ấu, chị đã học được điều gì, ảnh hưởng điều gì nơi từ thân phụ? Dạ thưa anh, em nghĩ lại là khi hồi nhỏ thì chắc là chúng em bị ảnh hưởng rất nhiều, vì gia đình em xuất thân là từ Nho giáo và ba em là một nhà văn và một nhà giáo. Thành ra dạy con cái, con trai phải như thế nào, và là con trai, con gái phải như thế nào. Thành ra những cái điều dặn dò như thế là ảnh hưởng đến cả cuộc đời anh ạ. Thế em nghĩ là em rất là hãnh diện là được sinh trong gia đình. Trước khi mà mình nói cái điều mà ba có khi nào la không? Có khi nào la nghiêm khắc trong gia đình với lại ba con em, cái? Ba em nghiêm khắc thì có, nhưng mà không la mà chỉ dùng những lời nói nhẹ để dạy con. Cái đó thì em thấy là một điều mà lời nói nhẹ của một nhà dịch giả thì nặng lắm. Nhưng mà thấm lắm anh ạ. Thấm lắm. Ngoài ra thì có kỷ niệm nào vui, đẹp mà cho đến giờ này vẫn còn nhớ đến hình bóng của thân phụ ngày xưa? Dạ thưa anh, có là khi Mai Vân khoảng 9, 10 tuổi cho đến 11 tuổi thì đi đâu cũng được ba dắt đi theo. Tại ba bảo là em là lanh khéo và xinh xắn. Dạ em cũng coi như là bạn đồng hành của ba em trong những cuộc, ba em có những cuộc gặp gỡ bạn bè. Vâng. Dạ. Thân phụ là hiệu trưởng của trường Chí Hòa. Dạ vâng, rồi hiệu trưởng của Trần Duy Cáp sau này, dạ. Cho đến khi cụ về hưu. Dạ. Khi mà cụ về hưu thì gia đình Hà Mai Vân cũng theo cụ, nghe nói về Đà Lạt. Dạ thưa anh, sau khi ba em về hưu thì cụ để quyết định là dọn lên Đà Lạt ở để cho rẻ hơn. Tại vì về hưu số tiền phụ cấp đã ít hơn. Trên đó đời sống, nó nhẹ nhàng hơn. Dạ. Thở hơn nhiều. Dạ, thành ra dọn lên Đà Lạt thì mang bốn đứa nhỏ lên, thì trong đó các em. Rồi sau đó là ba đứa em nữa là bốn. Lúc đó thì Vân đang học nội trú ở từng trường Domaine de Mairie. Trên Đà Lạt, dạ, khoảng một năm ngắn. Và sau đó là Bùi Thị Xuân. Dạ. Thời gian đó nghe nói đồn rằng là cô cũng là một cái bông hoa rất là đẹp và của thời bấy giờ. Dạ thì anh hỏi vậy thì em cũng nghe những người kia nhắc lại kể lại, chứ lúc đó em cũng không có để ý lắm. Thưa chị, chúng ta hãy đến một cái biến cố 30 tháng 4 75 thì cả gia đình đi hết và đi tới đâu? Dạ thưa anh, gia đình Mai Vân một trong những gia đình may mắn trong lúc mất nước, thì có bà chị đã sinh trưởng ở Mỹ đã lâu, làm giấy bảo trợ, nhưng khi nhận được giấy thì tòa đại sứ Mỹ đã đóng. Thành ra may thay là ông anh đưa vợ vô phi trường, tại vì ông ta là có chức vụ cao, thành ra chính phủ Mỹ có nhiệm vụ chuyển hết các vợ con đi trước. Thành ra ông ta gặp một người bạn đồng nghiệp ở bên Mỹ khi qua Mỹ học, thì ông Mỹ đó có nhiệm vụ là lo chuyển những quân đội Việt Nam, Mỹ cũng như là gia đình vợ con tá tướng Việt Nam đi, thì ông mới giúp là đưa giấy cho ông để ông đóng dấu cho đi. Thế là ông anh về nhà đón hết tất cả mọi người, ai muốn đi thì vô phi trường thứ nhất. Thì gia đình đi ngay đêm 29 tháng 4 ạ. Vâng. Dạ. Rồi đến tại California. Dạ thưa anh, lúc đi thì máy bay chở đến phi trường Clark của Philippines. Sau đó thì định cư tại Wake 10 ngày để chờ tàu bay đi qua Fort Chaffee, chạy Fort Chaffee cho refugee ở một tháng ạ. Sau đó thì định cư ở Cali vào tháng 6 năm 75. Dạ.
thân phụ như là mất ngay một hai năm đầu khi đặt chân đến Hoa Kỳ. Thưa anh, cũng bất hạnh thay là ba em đến Cali được 2 tháng sau thì qua đời. Năm mấy? Năm tháng 8 năm 1975. Kính thưa quý vị, năm 1975, năm đánh dấu sự chia lìa không những cho cả hàng triệu người mà cho riêng gia đình của họ Hà Mai, là những kỷ niệm đẹp đã chia cách nhau từ tháng 8. Thân phụ của cô sau khi rời quê hương và ở tại Cali được 1-2 tháng hưởng không khí tự do bên cạnh các con, và ông đã vĩnh viễn ra đi từ tháng 8 năm 1975. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nói đến đời sống của cô những ngày đầu tiên tại nước Mỹ. Đến California là Hà Mai Vân học ngay vào trường đại học tại San Bernardino. Thưa anh, vâng, khi đến Cali thì bà chị dắt chúng em đến một cơ quan từ thiện của người Việt Nam, của Mỹ, nhờ người Việt Nam giúp lo cho người Việt Nam mình, là nếu đủ khả năng đi học hoặc không đủ khả năng thì học sinh Anh văn hoặc là đi học nghề. Thì chúng em qua cuộc phỏng vấn thì bà, cái người Việt Nam mà lo phụ trách lúc đó nói chúng em đủ khả năng thì phải vô đại học ngay. Đó là chọn ngành sinh ngữ. Dạ. Thì thưa anh, tại vì quá khứ gốc của em thì là em học ba em là biết về Pháp văn, thành ra sinh ngữ Pháp thì tụi em đã biết nhiều. Rồi khi đi học trong trung học thì em chọn ban C, thì là em đã biết hai sinh ngữ. Dạ, đến khi qua bên Mỹ thì em chẳng biết gì, thì em nghĩ là mình đã giỏi về sinh ngữ thì em chọn về mê chơi sinh ngữ. Dạ. Kính thưa quý vị, và sau đó thì cô, những năm và sau này cô thực hiện cho mình ba cuốn băng. Cuốn băng đầu tay được gọi là băng gõ cửa. Cuốn băng đây nói về tâm linh, những ca khúc để ca ngợi tình yêu của Thượng Đế, do cô sáng tác và cô trình bày. Sau đó thì cô có những cuốn băng để hát tặng cho những người bạn ngoại quốc. Và đặc biệt, Hà Mai Vân có lẽ ảnh hưởng nơi bố nhiều, bởi vì ông là một tay cừ khôi về pháp ngữ. Và cô lại mày mò học thêm tiếng Anh, rồi học thêm tiếng Spanish, học thêm tiếng Nhật. Kể cho mọi người nghe về cái người bạn Nhật đã chỉ dạy cho Hà Mai Vân hát tiếng Nhật, đọc chúc về tiếng Nhật, và đã đi thi đoạt giải ba. Cái kỳ thi năm nào? 2000 năm 2000, năm 2000 tại Little Tokyo thì Los Angeles. Bài hát mà trình bày đó là bài hát gì? Tiếng Nhật thì là em cũng lâu em quên, nhưng mà dịch cái tiếng Mỹ là North Sea, tức là biển miền Bắc. Vâng. Dạ. Rồi lại còn có khiếu cũng ca được chút chút tiếng Trung Hoa phải không? Dạ thưa anh, khi em làm cái CD Love Is Blue này, em chủ đích là em muốn nhờ những người bạn ngoại quốc ủng hộ em, tại vì em làm về nghề sắc đẹp thì em có một số khách ngoại quốc. Thì em đã soi tại sao em làm ra cái CD này, thì người bạn em muốn là nhiều sinh ngữ càng tốt, thì bạn em dạy em hát tiếng Nhật, dạy em hát tiếng Tàu để hát được hai bài nhạc tiếng Tàu, một bài Quan Thoại, một bài Quảng Đông. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng tâm tình trở lại với lại Hà Mai Vân, chúng ta hãy nghe một phút đôi chút bài hát mà cô đã sáng tác, được mang tên là Tôi Đi Tìm Tôi. Đây là những cái bìa băng của Hà Mai Vân, và một chút nào đó tiếng hát của cô bay trong con tim của những người chưa một lần diễn kiến và nghe. Mời quý vị cùng nghe Tôi Đi Tìm Tôi, tiếng hát và dòng nhạc của Hà Mai Vân. Tôi đi tìm tôi chẳng thấy tôi đâu, chỉ thấy trời xanh đất rộng biển dài, chỉ thấy giọt sương treo trên đầu cành, chỉ thấy mây tan nước cuốn hoa trôi. Xuống tầng địa ngục hỏi lũ ma vương, có thấy tôi chăng ở chốn đọa đây? Lên hỏi Ngọc Hoàng nơi chín tầng mây, sao chốn nhân gian muôn vạn khổ đau. Hỏi gió, hỏi mây, hỏi đất hay hỏi trời, mênh mông bát ngát trời hỡi tôi đâu. Hoa lá cỏ cây xanh biết một màu, tôi
nơi đâu, tôi ở nơi đâu. Đặc biệt là Hà Mai Vân cũng được những người bạn dạy cho cái bài Riêng Một Góc Trời bằng tiếng Nhật. Nhật. Thưa anh, thì như em đã nói cho anh nghe là em có quen thân với bạn Nhật trong 10 năm. Thì họ dắt em đi thi karaoke về tiếng Nhật. Nhưng mà sau này họ khám phá ra là em có khả năng và có khiếu về hát tiếng Nhật. Thì khi mà em hát cái bài Riêng Một Góc Trời, họ nghe họ thích cái dòng nhạc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Thì họ nói để họ dịch cái tiếng Nhật để cho em hát. Thành ra bài Riêng Một Góc Trời trong cái CD Love Is Blue, em có hát cả tiếng Việt và tiếng Nhật trong đó. Hay quá. Có một điều Trần Bảo quý nơi Hà Mai Vân là vì thứ nhất, bạn là người có cái đời sống tâm linh rất là cao. Bởi vì khi mà mình bỏ đồng tiền ra đó, bao nhiêu công lao để mình thực hiện, ngay cả cái tên của cuốn băng cũng nói lên tấm lòng của mình. Hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở. Hãy đem tấm lòng mình dâng hiến thì sẽ được nhận lại một cái điều gì đó rất đẹp về sau này. Và kính thưa quý vị, bên cạnh đó còn quý Hà Mai Vân, đây là cái điều mà cô cũng không muốn truyền quả nói nhiều về cái lĩnh vực này. Nhưng mà tôi đã từng có những người bạn ở Hà Lan, ở Pháp, ở Đức đã nói nhiều về những sinh hoạt thiện nguyện của Hà Mai Vân. Cô từng làm việc với hội Grassroot Hồng Đập Tự Đỏ để giúp cho những người bất hạnh. Kể cho mọi người nghe một chút chút đi. Biết là Hà Vân không có thích nói nhiều về mình trong những điều làm việc từ thiện đó. Cách đây chừng một vài tháng, khi Trần Bảo đi tìm Hà Mai Vân thì Hà Mai Vân đang ở Hòa Lan. Kể cho mọi người nghe trong thời gian đó sinh hoạt thế nào. Dạ thưa anh, cách mấy năm trước thì có một thời gian Mai Vân đi du lịch bên Hòa Lan. Hôm đó đi thăm viếng cái vườn hoa nổi tiếng ở gần vùng Den Haag. Thì trên đường đi có gặp một cái hội Hồng Đập Tự đang mở open ngoài đường để ghi danh những người muốn giúp cho hội Hồng Đập Tự. Thì Mai Vân cũng nhào vô ghi danh và cho biết là mình muốn làm việc thiện bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Dạ. Thì sau này họ liên lạc với anh. Dạ thì khi mà anh muốn ghi danh làm việc thiện nguyện thì họ muốn hỏi anh là anh có về cái khả năng gì. Thì Mai Vân đã quá khứ là làm y tá, thành ra Mai Vân biết chích cũng như biết lấy máu, cũng như biết nấu đồ ăn cho nhà thương và biết cách service, tức là làm người server. Cái đời sống mà làm việc thiện nguyện như vậy đó thì chắc chắn là không có dồi dào về mặt tài chính rồi, bởi vì mình chỉ cho thôi à. Nhưng mà chắc chắn là ơn trên cũng ban cho bạn lại một cái điều để bạn vẫn tiếp tục sống được với cái đời sống thực tế này. Và cái tâm hồn mình tiếp tục vẫn cao thượng ở khắp nơi, phải không? Vâng, thì tiện đây Mai Vân cũng xin nói là Mai Vân được sự kêu gọi của ơn trên. Thành ra Mai Vân dành nhiều thời giờ bây giờ của thời gian còn lại là Mai Vân có lẽ làm việc thiện nguyện cũng 50% của đời sống. Và cũng như ra ba cái CD này Mai Vân đã tự làm, tự trong khả năng hạn hẹp của mình. Và cả như là vốn lẫn lời đều gửi đi cho các đại diện cơ quan thiện nguyện, chứ Mai Vân không có trực tiếp. Thành ra Mai Vân không, Mai Vân muốn là chia sẻ tình thương của Mai Vân cho nhiều hội chứ không muốn cho một hội, thưa đúng anh. Rồi. Dạ. Bây giờ nếu mà những cái người nào cần cái bàn tay giúp đỡ của Mai Vân thì liên lạc với Mai Vân bằng số phone nào? Dạ, thưa anh thiên hạ, mọi người có cần đến giúp đỡ cũng như ủng hộ CD cho Mai Vân, đó là điều Mai Vân cầu mong quý vị. Muốn mua cái này thì mua sao? Thì có thể liên lạc với Mai Vân bằng email hamaivan04@yahoo.com, hamaivan04@yahoo.com, hay là liên lạc điện thoại 949-653-2382, 949-653-2382. Xin cảm ơn quý vị. Số phone liên lạc đó là 949-653-2382. 949-653-2382 là số điện thoại để liên lạc, hoặc là hamaivan04@yahoo.com để chúng ta cùng có những tác phẩm, cũng như quý vị nào cần một bàn tay thiện nguyện, bởi vì một bàn tay không thể che hết được mặt trời. Có một cái câu nói mà Trần Bảo cũng rất là quý, đó là hành trang của mỗi đời người rất nặng, nó nặng đến nỗi chúng ta không thể nào đi qua được cuộc đời này. Chỉ có khi nào tôi giúp anh giúp người khác giúp người khác nữa, thì qua những sự điều đó thì chúng ta có thể đi qua cái cuộc đời này mà thôi. Cho nên là cảm ơn bạn đã chia sẻ một chút nồng ấm, một cái chút mặt trời trong cái biển nước lạnh rất là băng giá, phải không? Bây giờ thì chúng ta còn có một phút hơn nữa để nói chuyện trong buổi chương trình ngày hôm nay. Đó là trân trọng mời quý vị cùng đến với vũ trường Blue vào buổi tối thứ năm ngày 1 tây tháng 2.
Ngày 1 tháng 2 là đêm để nghe tiếng hát của Hà Mai Vân cùng với những bài tình ca cô chọn lọc. Những bạn bè thân hữu, những bạn bè cùng đồng cảm với những việc làm của Hà Mai Vân trong suốt nhiều năm qua cũng sẽ là cơ hội để gặp được nhau. Và Trà Bảo trân trọng một lần nữa, ngày thứ 5, 1 tây tháng 2 tại Vũ trường Blue. Số phone liên lạc Vũ trường Blue của Trà Bảo đó là 714-981-9255, 714-981-9255. Trà Bảo hy vọng sẽ mời quý vị tham dự trong một cái ngày để chia sẻ những kỷ niệm bằng âm nhạc, những kỷ niệm bằng một trái tim nồng nàn với Hà Mai Vân. Và bây giờ một lời cuối cùng trước khi chia tay ngày hôm nay, xin Hà Mai Vân gửi đến khán thính giả của chương trình VHNTV. Vâng, trước khi chia tay, trước hết Mai Vân xin có lời cảm tạ anh Trần Quốc Bảo đã cảm kích về việc làm từ thiện của Mai Vân và giúp Mai Vân có cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, cũng như tổ chức một đêm giới thiệu về tiếng hát của Mai Vân cũng như CD của Mai Vân. Tiện đây Mai Vân cũng xin cảm ơn tất cả những thi sĩ, nhất là thi sĩ Minju Đà Lạt đã có những bài thơ truyền cảm để cho Mai Vân có thể sáng tác nhạc và làm ra một cái CD này. Và cảm ơn tất cả những người nhạc sĩ cũng như họa sĩ đã giúp Mai Vân thực hiện cái CD, 3 CD trên. Và Mai Vân rất cảm ơn quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình ngày hôm nay của Trần Quốc Bảo và Hà Mai Vân. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, và trước khi chúng ta nghe vài giây phút với bài hát Đâu Phải Bởi Mùa Thu, nhạc của Phú Quang, tiếng hát của Hà Mai Vân, Trần Bảo mong rằng quý vị sẽ theo dõi những cái bài nói chuyện này trên tờ báo Việt Quickly với Phan Max Nguyễn, với Hà Mai Vân, với Vân Trường và rất nhiều vào những ngày thứ năm cuối tuần. Đồng thời cũng xin cảm ơn tất cả những bạn bè phương xa. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc với Trần Quốc Bảo tại số phone 714-981-9255. Cảm ơn quý vị. Yasashii